trong khuôn khổ lễ dỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng năm 2023, lễ rước kiệu của 7 xã thị trấn vùng ven, khu di tích gồm các xã Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Hy Cương và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, xã Tiên Kiên, Hùng Sơn, huyện Lâm Thao đã chính thức diễn ra tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Lễ rước kiệu về Đền Hùng là một trong những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ lâu đời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tôn kính đối với tổ tiên của dân tộc ta, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng dân tộc. Đội hình rước kiệu được sắp xếp theo trình tự, đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước quốc kỳ và cờ hội. Đội rước cờ, thần nhỏ, các thiếu nữ đội lễ vật, hương hoa, đoàn người đánh chiêng, trống, đội bát âm và múa sinh tiền, rước bát bửu, rước tàn, lọng, đội kiệu, chủ tế và quan viên. Theo sau là lãnh đạo xã phường thị trấn, các cụ cao niên mặc áo the, khăn xếp theo trang phục truyền thống cùng nhân dân tham gia rước kiệu. Lễ vật gồm có hương hoa quả, bánh chưng, bánh dày và các sản vật của địa phương.